Của bạn mình là Linh đây. Em sẽ có cái kỹ năng là hồ phong. Cái thiết phiến này nó có frame em. Nó không xòe. Hay. Ôi đây. À đây. Em ơi, đừng im để anh xem. Đây. À, giới thiệu với em đây là con cái gì đó? Con này là con gì ta? Ký sinh trùng phiên bản nâng cấp đấy. Anh em sẽ có một cái hình dạng. Ui, mất con mẹ nó một giày anh em ạ. Mà cái con này nó chỉ có 4 ngón anh em. Cái kỹ năng của nó không mạnh bằng cái con bình thường ấy. Con bình thường nó còn có những cái hiệu ứng khống chế nó còn vui. Còn mấy con mới đấy nhìn nó hình dạng khác thôi nhá, chứ còn thấy yếu vãi. Bấm V để ngụy trang. Mình có ngụy trang kìa. À, cái này có ngụy trang thành zombie à? Bấm V để ngụy trang này. À, ngụy trang thành zombie này anh em. Từ từ, mình sẽ thử nhá. Ngụy trang thành zombie thật đấy các bạn. Trời má. Vui. Mấy con zombie nó không biết mình luôn mà. Nó không biết mình đâu. Ôi giời, xong rồi. Oh shit. Bam. Mình di chuyển lỗi thế. Đấy, bấm V này. Ôi, nó cao mình kìa. Mình ngụy trang rồi mà. Hay là nó cao bừa. Đồ ngu. Đổi súng là nó hết à? Cái khẩu này kể cả cái chức năng đặc biệt của nó cũng thế nhỉ. Kể cả chức năng nghe nó cũng bị. Đây, ngụy trang này. Vui phết. Láo quá. Má con đồ đất. Nó dùng cái chức năng mà làm rơi súng anh em. Thế thì coi như là mình bị lộ luôn mà. Mất không bay về được luôn. Con này cao tờ vãi. Không đến nơi khó hiểu đấy anh em. Nó chỉ có hai kỹ năng là ngụy trang với cả là dịch chuyển thôi mà. Nhưng mà vấn đề là anh em phải dùng. Không được nhả cái súng ấy ra. Nhả súng ấy ra là mất luôn. Ồ, mình là zombie tinh anh em ạ. Nhặt hòm gôn này, tham hòm gôn này. Ngụy trang tiếp phải đấy. Ô, bị lộ rồi. Ô, hình như là con zombie nó chạm vào người mình là mình bị lộ luôn anh em ạ. Bị giời, nó bắt trộn cái. Ngụy trang tiếp phải. Cả cái tiết phiến này cũng trôn này. Đây. Ngụy trang. Ok này. À, nhìn mình ra cái gì? Nhìn mình ra thành cái gì? Thành giom hả? Thành con giom gì? Ngụy trang tiếp này. Đấy. Khi nào cái vạch xanh ấy, nó vẫn còn vạch xanh thì anh em còn tàng hình. Mà nếu mà là vạch đỏ thì là bị lộ rồi. Quả là đang chờ thời gian hồi. Ngụy trang tiếp này. Đấy, ngụy trang thành zombie đây. Đấy, bị lộ rồi này, thấy không? À, mình hiểu rồi anh em ơi. Khi mà con giom nó gần, một là gần mình quá. Khi mà con zombie đứng gần mình quá thì mình sẽ bị lộ nhé. Làm hình này. Trộm chó. Chơi thôi, được một đứa là được rồi. Không có lấy gì mà em lìn. Tiếp em làm trò như thế. Này, bị trang tiếp này. Đấy. Ôi, lộ luôn này. Ôi. Lộ luôn chứ, vãi. Má, cái combo này khó chịu thật. Run. Ok này. Tăng hình tiếp. Rồi. À, hay nhá, mình biết dùng cái khẩu này rồi anh em ơi. Không có phụ kiện thì anh em chỉ bắn bình thường với cận chiến thôi. Thì nó cũng như kiểu là một SV bình thường ấy. Gold này. Này cho em may mắn. Nhìn thích nhỉ. Chú kia Trung Quốc mà nhìn thấy mấy cái hộp này sướng lắm ấy. 3, 2, 1. Này, giảng hòa đi cho nhặt. Để xem được cái gì. Được rồi, không có súng gì ngon này. Mình siêu thoát cho bạn luôn. Hóa kiếp luôn. Cả mình đây. Ui, hack não thật sự.
Ngụy trang, ngụy trang. Nó không biết luôn này, thấy không? Cái ngụy trang này hay mà. Nếu không để ý kỹ thì chắc không nhận ra đâu. Ôi mẹ thằng nào đây? Ui ui ui. Ngụy trang này. Ôi không chết kìa. Ngụy trang ấy. Ngụy trang nó cũng như một cái huyết thanh anh em nhé. Anh em sẽ đỡ được một lần cào. Bye bye. Ngụy trang tiếp này. Đấy. À bắn cái là lộ luôn. Ui cái này cận chiến khó quá. Zombie nhiều máu quá. À, sao không bước lên được ta? Ui. Ôi giời ơi, hero luôn. Hợp lý rồi. Ơ, hay, con đầu đất tạm trượt này. Đúng người đúng thời điểm rồi. Tầm này làm hero thì chu mẹ luôn. Ờ, nếu mà trong ngụy trang, trong trạng thái ngụy trang em sẽ như một cái huyết thanh luôn. Nó cào một phát thì em sẽ lộ nhá. Đó, xong rồi khi mà lộ anh em bấm tàng hình. Trời má. Bộ súng này bộ súng sinh tồn rồi anh em ạ. Súng kiểu đúng kiểu sinh tồn ý. Chết cái. Chưa đây. Để ghét cái con đồ xịt này. À đây 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 đây. Cho anh em xem cái con nano. Nano siêu cấp. Ui. Đi to đấy. Ờ đây đây đây. Đây hai đứa đây, đây. Đây chính là hai đứa đây. Một đứa thì trồng rái lên trời. Một đứa thì úp mặt xuống dưới đất này. Đây là họ hàng hốc nhà đầu xịt anh em. Nhìn đây. Đây là sự khác biệt. 50k là quả súng này hả? À, hình như là vậy em ấy. Một bản gốc thôi, bản nó như là một cái xác ấy. Nó không có phụ kiện thì 50.000 là rẻ rồi. À hình. Đấy, khi mà trong trạng thái ngụy trang ấy, em vẫn còn tăng tốc độ di chuyển đấy. Ôi, nó kìa. Chơi. Mình mà cần chiến được con này thì. Ôi dồi ôi. Vô súng có cái gì mới cơ? Ê này thì bắt. Ồ, trong trạng thái thẳng hình thì vẫn thay đạn được này. Ui, cái chỉ điếu thế. Tí á, tí có demo anh em ạ, tí có demo tí nhá. Nhưng con demo cho mình ngồi làm content một tí rồi. Mình đi câu cá anh em ạ. Giờ này câu. Thế mà nó không chết kìa.